Review kẹo holo. Đây là một cái kẹo holo của mình nha. Phía bên ngoài này nó có phủ thêm một cái lớp đường này cả nhà, nó khá là ngọt luôn á. Review hột vịt muối ăn liền. Cái trứng vịt của mình nha cả nhà. Nhìn ở phía bên ngoài nó có màu xanh xanh, khá giống như là cái hột vịt lộn đó cả nhà. Cái trứng này cái vỏ nó dính vào phía bên trong khá là nhiều nên là rất khó lột nha. Cái trồng vàng này ăn nó khá là béo luôn đó nha, kiểu như giống như là mấy cái trứng muối trong những cái bánh đó cả nhà. Mặn mặn béo béo, ăn cái hương vị nó cũng khá là lạ lắm nha. Review hột gà muối ăn liền. Hột gà muối nha anh em, nó vẫn còn nguyên cái vỏ này. Trước khi ăn á thì mình sẽ tách cái vỏ ra nha. Đây anh em ơi, đây là cái hột gà muối của mình nha. Cái hột gà muối này nó có cái vị mặn mặn nên là khi mình ăn không có cần chấm muối thôi nha.